Hiện nay, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tại Hà Nội, ngành du lịch đã nhanh chóng xây dựng những chương trình kích cầu hiệu quả, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, sẵn sàng đón khách nước ngoài, khẳng định vị thế Hà Nội, điểm đến an toàn hấp dẫn, nhằm thu hút khách, từng bước lấy lại đà tăng trưởng như trước. Đó cũng chính là nội dung chính buổi tọa đàm diễn ra ngày hôm nay tại Sở Du lịch Hà Nội. Trong 8 tháng năm 2020, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước tính đạt 6,29 triệu lượt, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng khách du lịch sau đợt dịch COVID lần 2 đã đa dạng hơn rất nhiều. Nhu cầu khám phá, tìm hiểu những vùng đất mới, đòi hỏi các sản phẩm du lịch, điểm đến cũng phải thay đổi nhanh chóng. Trong buổi tọa đàm của Sở Du lịch Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành cũng giới thiệu những sản phẩm tour du lịch mới cần được phát triển sau dịch COVID-19 như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, sản phẩm du lịch sinh thái, tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm liên quan đến hoạt động thể thao của du khách, sản phẩm du lịch thông minh, du lịch sáng tạo. Để ngành du lịch có khả năng thích ứng tốt và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, cần phải có sự chủ động của ngành du lịch trong việc định hướng và xây dựng các sản phẩm du lịch.